Chương trình cho vay giải quyết việc làm được triển khai tại thành phố Tam Điệp trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp cho nhiều lao động tại địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập. Với quyết tâm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình, năm 2021, gia đình anh Phạm Xuân Thảo đã mạnh dạn làm hồ sơ và được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tạo điều kiện cho vay 70 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Có nguồn vốn, anh bắt đầu mở rộng diện tích trồng đào phai. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên diện tích đào của gia đình anh phát triển rất tốt. Trên diện tích 15.000 m², mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó mà kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Gia đình được vay vốn thì thứ nhất là nhân giống và trồng nhân rộng đất nông nghiệp ra. Đấy thì gia đình những trồng thì vừa thuê nhân công vừa tự làm chăm bón. Hệ thống tưới là cũng gia đình làm lắp đặt đầy đủ hết. Mình trồng nhiều đợt, đấy, sen vụ đấy là năm nào cũng được bán. Tương tự là trường hợp của gia đình anh Bùi Khắc Hảo, với 50 triệu đồng được vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp anh có điều kiện phát triển kinh tế vườn đồi. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả nên gia đình đã thoát nghèo bền vững. Từ nguồn vốn vay đấy, nhà tôi cũng chăn nuôi bò, trồng cây, trồng đào, trồng sim, trồng cây ăn quả. Nói chung là cũng tạo công việc làm cho gia đình. Mỗi một thứ thì mỗi năm cũng thu nhập vài chục triệu. Có thể thấy chính sách tín dụng ưu đãi về giải quyết việc làm là một trong những chương trình mang tính thiết thực, thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh trên địa bàn thành phố. Phòng Giao dịch luôn chủ động phối hợp với các xã, phường, các đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay. Đồng thời, hàng năm, căn cứ vào nhu cầu vốn vay từ các địa phương, Phòng Giao dịch thực hiện linh hoạt các giải pháp cân đối vốn tín dụng từ cấp trên giao, để nhanh việc thu hồi các khoản vay đến hạn để tổ chức giải ngân vốn đến các đối tượng có đủ nhu cầu vay. Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm nay, Phòng Giao dịch thực hiện cho 244 lao động vay với số tiền gần 13 tỷ đồng. Trong thời gian tới này, thì cũng đang có cái dự kiến ấy, là sau khi mà được Ngân hàng Trung ương bổ sung thêm cái nguồn vốn, của chương trình cho vay giải quyết việc làm theo quyết 11 đấy, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền để người dân nắm được và tiếp cận. Đồng thời chúng tôi tập trung thời gian, nhân lực để giải ngân một cách sớm nhất cho bà con là còn có được cái nguồn vốn đầu tư vào trong những cái tháng cuối năm đây để mà coi như là nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đã trở thành điểm tựa giúp người lao động khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Do đó, Phòng Giao dịch tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thu hồi nợ đến hạn, để nhanh quay vòng vốn để tạo thêm nhiều cơ hội cho người lao động có nhu cầu vay vốn, đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị, tuyên truyền để đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích, phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương.